Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh đúc nóng không cần nước vôi trong, không cần đến hàn the. Nếu như ở trong miền Nam quen thuộc với món bánh đúc lá dứa, nước cốt dừa hay bánh đúc mặn, thì ở ngoài miền Bắc có món bánh đúc nóng ăn kèm với thịt băm xào với nấm mèo, nấm hương, chan cùng với nước mắm chua ngọt rất là ngon, đặc biệt là trong cái thời tiết se lạnh. Nguyên liệu để làm món bánh đúc nóng này gồm có 100g bột gạo, mình sử dụng bột gạo tẻ, 50g bột năng. Nếu các bạn muốn bánh mềm dẻo hơn thì các bạn tăng lượng bột năng lên. Còn nếu các bạn muốn bánh giòn và cứng hơn thì các bạn tăng lượng bột gạo lên. 200g thịt xay hoặc băm nhỏ, một nửa củ hành tây, vài trái ớt, 3 tép tỏi, 50g hành tím hoặc các bạn chuẩn bị sẵn hành phi, một chút hành lá, một chút rau mùi, 3 đến 4 cây nấm hương, 2-3 cây nấm mèo. Mình chuẩn bị ở đây là các nguyên liệu chính, và các bạn không quên chuẩn bị thêm cho mình dầu ăn, đường, mắm, muối, tiêu, nước cốt chanh hoặc giấm. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho phần bột gạo và bột năng vào trong tô. Sau đấy mình trộn đều lên. Mình sẽ cho vào cùng bột một chút xíu muối. Mình sẽ cho vào cùng với bột 450ml nước. Rồi cho các bạn vừa khuấy đều, khuấy cho đến khi bột tan hoàn toàn ra. Mình sẽ để bột nghỉ trong khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng. Nếu các bạn mà muốn làm bánh ăn vào buổi sáng sớm, các bạn có thể pha sẵn bột cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để và đến sáng hôm sau các bạn nấu là được. Giờ mình sẽ ướp thịt với 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê bột ngọt và mình trộn đều. Mình sẽ ướp thịt trong khoảng thời gian 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Phần hành tím thì mình sẽ thái mỏng để mình phi thơm. Mình phi vàng lên đấy các bạn. Nếu mà các bạn có sẵn hành phi rồi thì mình sẽ không phải làm cái bước này nữa. Tỏi thì mình sẽ đập dập băm nhỏ. Tỏi này thì mình dùng để pha nước chấm. Ớt mình thái nhỏ, hành tây mình sẽ thái hạt lựu, hành và rau mùi mình sẽ thái khúc. Mực nhĩ nấm hương thì mình đã ngâm cho nở rồi, bây giờ mình sẽ rửa sạch. Sau đó mình sẽ thái nhỏ ra. Đun nóng dầu ăn thì mình cho hành vào.
bắt đầu vàng như thế này thì mình tắt bếp và mình cho hành ra ngoài luôn. Một lúc sau thì hành sẽ vàng giòn hơn. Mình chắc bớt dầu ăn ở trong chảo để lại một chút thôi. Mình cho hành tây vào để xào. Xào cho hành tây chín thơm thì mình sẽ cho thịt vào xào. Xào cho thịt chín tới thì mình sẽ cho phần nấm mèo và nấm hương vào cùng. Chín thì mình sẽ cho phần hành lá vào. Ra cho phần hành lá chín, mình tắt bếp. Vậy là phần nhân thịt đã hoàn thành rồi. Tiếp theo mình sẽ đun vào phần nước mắm chua ngọt. Mình cho vào nồi 200ml nước, 50ml nước mắm, 50g đường, một muỗng canh giấm. Các bạn có thể sử dụng giấm hoặc nước cốt chanh đều được. Mình đun cho nồi nước mắm này sôi lên và phần đường tan hết ra. Các bạn có thể sử dụng nước nóng và các bạn pha. Phần nước mắm chua ngọt này các bạn có thể thay đổi tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Nước mắm đã sôi rồi, mình tắt bếp. Cho phần nước mắm ra tô, sau đấy mình sẽ cho phần tỏi và ớt băm nhỏ vào cùng. Bột sau khi mình ủ được 1 tiếng này các bạn có thể thấy phần bột đã lắng phía dưới. Giờ mình sẽ chắp cái phần nước trong ở trên. Phần nước trong chắc bỏ đi bao nhiêu thì mình sẽ thay thế bằng phần nước lọc bấy nhiêu. Mục đích của việc làm này là giúp cho phần bánh của chúng ta sẽ không có mùi hôi của bột khô. Nếu các bạn dùng gạo các bạn xay ra thì không cần phải làm thao tác này. Giờ mình cho bột vào trong nồi. Mình bật bếp đun ở lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều. Khi khuấy khoảng chừng 5 phút bột nóng và bắt đầu chín thì các bạn để nhỏ lửa xuống và tiếp tục khuấy đều. Bột bắt đầu chuyển sang màu đục rồi. Mình sẽ cho vào cùng khoảng 30ml dầu ăn. Các bạn có mỡ lợn thì các bạn cho mỡ lợn vào cũng được. Và mình tiếp tục quấy. Mình vẫn đang để lửa nhỏ nhé các bạn, mức lửa nhỏ nhất. Ban đầu cho dầu ăn vào thì nó sẽ lổn nhổn như thế này, nhưng các bạn tiếp tục khuấy đều thì bột sẽ dẻo. Công đoạn này sẽ hơi mỏi tay một chút. Các bạn quậy đến khi thấy bột chín trong, và khi các bạn nhấc cái que quậy bột xuống này thì bột nó rơi xuống và đứt như thế này được. Đấy, thì là bột đã đạt, và các bạn thử xem không còn mùi bột sống nữa là được rồi.
bột của mình chín trong dẻo như thế này này là đã đạt rồi. Giờ mình tắt bếp nhé và mình cho bột ra ngoài. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công ngon miệng với cách làm món bánh đúc nóng này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.